VIP, dẫn đầu xu thế thẻ. Biệt thự biển Mandarin Oriental Đà Nẵng, siêu thượng lưu thầm lặng. Thì thật ra thì thật sự rất là vui cho Quang Hùng là cái thứ nhất. Thật sự là tại vì Negip cũng rất là mong là Quang Hùng sẽ được trở thành đội trưởng trong cái chương trình một lần. Tại vì thật ra là Quang Hùng có một cái sự gọi là có một cái tính cầu toàn rất là tốt đó, rồi xong rồi làm việc với nhau Negip cũng rất là hợp. Và Negip nghĩ là nếu như mà Quang Hùng làm đội trưởng thì Negip sẽ vào đội của Quang Hùng luôn. An làm gì Hiếu chưa mà sao Hiếu cứ này kia này nọ với An hoài mà cái tính ấy quá. Rider là cái trường hợp mà Negip thật sự không biết là Rider có tìm được đội cho mình chưa nữa. Đó, thì lúc đó là kiểu cũng băn khoăn lắm. Khó đoán. Tại vì Rider có một cái lối diễn xuất mà nó cũng ngộ lắm nha. Có những người gọi là không biết là có thật sự biết diễn xuất không, nhưng mà làm mình băn khoăn. Đó, làm mình trong mình là nó như thế nào á ta. Là kiểu Rider là kiểu thôi được rồi, đi thôi, đi thôi. Rồi kiểu ủa là sao ba? là cuối cùng là mày có được chọn không? Xong rồi nó cũng đi te vậy đó. Là không biết trong lòng đang buồn hay vui, là thật sự là như vậy. Trời ơi, nói gì nữa, team của tôi là vua trò chơi. Tụi tôi chỉ thua Chris Fang thôi, chứ tụi tôi chơi cái gì cũng thắng hết. Bởi vì có những người gọi là song sáo, những người máu lửa, những người gọi là cũng thấp lùng, thì những cái trò chơi gọi là nó liên quan tới cái sự nhanh nhẹn thì không thể nào thua được. Cũng muốn làm giá một chút, nhưng mà Hiếu là phải nói là quá thông minh. Mình thấy Hiếu là một trong những người mà hình như Hiếu học trong ngành kinh tế thì phải, nên tính toán rất là giỏi. Nên mình nghĩ là Hiếu là một cái người mà tính toán rất lẹ và khôn khéo. Và mình tin luôn là cái việc mà Hiếu gọi cho mình đó, là Hiếu ướm chừng được mình là những con số đó. Có thể đoán được là cái người loại sẽ là top 16 đi vô, thì cái người ở mém mém nó sẽ là nằm ở khu vực đó điểm. Cho nên khi gọi chúng tóc luôn, thì trước khi mà vô game đó, thì mình cũng may mắn được người em của mình vẽ cho mình một cái khắc họa lại bản thân của mình qua một tấm hình. Mình thấy được là cái tài năng hội họa của em mình nó ở một cái đẳng gọi là thượng thừa. Chúng nó vẽ rất đẹp. Và khi hỏi ra thì em mới khoe 10 cái hoa tay. Ý là em là vẽ là gọi là đỉnh nhất trong 30 anh trai. Thì khi mà đứng trong cái hàng ngũ là sẽ đấu cùng với Hurricane và sẽ đấu cùng với Khang và đi vào để vẽ, thì mình cảm thấy là thôi mình thua rồi. Thôi mà mình chắc mình vẽ bậy bạ mấy cái thôi. Nhờ đồng đội mình coi của Khang để có thể mường tượng ra cái bài hát là bài hát gì. Nhưng mà khi nghe đến từ bạn đời khi mà bước vào gọi là cái cảm giác nó rất là đi xin việc làm nha mọi người. Rồi ôi, chủ tịch Huỳnh ngồi đó mà soi xét này kia nọ từ trên đầu xuống dưới chân. Rồi xong rồi căng thẳng. Nhưng mà cũng vui nha, rất là vui. Nói chung là nó cái cảm giác nó ngộ sao á. Rồi xong mà anh em ai cũng ăn mặc lịch sự rồi này kia. Con mình tôi mặc quần sọt kỳ cục. Trước giờ thì thật ra là Negip chưa có cơ hội để mà đi xin việc. Tại vì đó, đời đẻ ra cái công việc đầu tiên của mình là đi làm rapper luôn. Cho nên là cũng không dám xin ai, có xin ba mẹ thôi. Mà ba mẹ cũng vui vẻ lắm chứ không giống chủ tịch Quỳnh. Dạ. Gọi là Isaac Negip hay là Hurricane, chúng ta đều phải rời xa nhau rồi. Lúc đó là còn trước đêm hôm đó là còn phải hẹn nhau nha. Ôi, dòng cuối rồi. Negip ơi, Negip hãy về với lại anh Isaac đi. Anh Isaac mệt mỏi lắm rồi, anh Isaac cần Negip lắm. Thì lúc đó là Negip gọi là cũng muốn trao đặc ân cho ảnh, nhưng mà cuối cùng là lên đây là xong luôn, hết chuyện luôn. Là gọi điện thoại cho nhau mà mọi thứ nó rất là gọi là cái gì ta, nó rất là ngẫu nhiên. Nó là không có tính toán, không có sắp đặt gì được nữa, cho nên là lần này không có thể lách mặt được chương trình rồi. Thì thật ra thì thật sự rất là vui cho Quang Hùng là cái thứ nhất. Thật sự là tại vì Negip cũng rất là mong là Quang Hùng sẽ được trở thành đội trưởng trong cái chương trình một lần. Tại vì thật ra là Quang Hùng có một cái sự gọi là có một cái tính cầu toàn rất là tốt đó, rồi xong rồi làm việc với nhau Negip cũng rất là hợp. Và Negip nghĩ là nếu như mà Quang Hùng làm đội trưởng thì Negip sẽ vào đội của Quang Hùng luôn. An làm gì Hiếu chưa mà sao Hiếu cứ này kia này nọ với An hoài mà cái tính ấy quá. Thì thật sự là Negip rất là hồi hộp nha, kiểu cảm giác là nó sao mà cứ gọi hoài mà không tới mình vậy. Thật ra cái số mình rất là đẹp luôn. Negip nghĩ nếu như Negip là đội trưởng, Negip sẽ gọi Negip liền luôn. Số 11. Trời ơi, một con số may mắn, con số thiên thần, con số gọi là mang về danh dự, danh vọng cho mọi người. Mà mọi người cứ gọi cái gì không, cái số gì á.
mọi người chắc là chọn top 5, 6, 7, 8, 9. Nhưng mà trời ơi, mọi người phải quan tâm tới thần số học và những con số thiên thần vô. Mọi người yếu nghề quá. Thì thật ra là anh em ở đây cũng gọi là toàn là diễn viên chuyên nghiệp thôi. Đó, thì anh em gọi là có người thì cũng đã chọn được đội của mình rồi, có người thì không chọn được. Đó, thì mà anh em cứ làm cái hành động gọi là dập máy xong rồi bước ra khỏi phòng thì cũng khó đoán, nhưng mà cũng có vài người rất là dễ đoán. Đó, giống như là Rider đi. Rider là cái trường hợp mà Negip thật sự không biết là Rider có tìm được đội cho mình chưa nữa. Đó, thì lúc đó là kiểu cũng băn khoăn lắm. Khó đoán. Tại vì Rider có một cái lối diễn xuất mà nó cũng ngộ lắm nha. Có những người gọi là không biết là có thật sự biết diễn xuất không, nhưng mà làm mình băn khoăn. Đó là mình trong mình là nó như thế nào á ta. Là kiểu Rider là kiểu thôi được rồi, đi thôi, đi thôi. Rồi kiểu ủa là sao ba? là cuối cùng là mày có được chọn không? Xong rồi nó cũng đi te vậy đó. Là không biết trong lòng đang buồn hay vui, là thật sự là như vậy. Chỉ có một người duy nhất trong lòng tôi thôi, đó chính là Quang Hùng Master J. Đó, và sau đó thì là anh Đức Phúc. Thì một trong hai đều ok, thật ra Negip đều thích cả hai. Nhưng mà thật ra là mình đã gắn bó với lại Quang Hùng trong những cái live stage vừa rồi. Anh em làm việc với nhau rất là gọi là rất là ăn ý. Cũng gọi là making hit đồ này kia rồi, cho nên là Negip muốn thêm một lần nữa được chinh phục đỉnh vinh quang chung kết. Thì đúng là trời cho mà, đúng là tất cả mọi thứ đều là duyên phận. Thì gọi là sao ta, thật ra lúc đó cũng run lắm. Nói chung là cũng mình cũng không biết là cuộc đời mình thuộc về đâu hết, nhưng mà mình nghe một cái giọng gọi là cũng quen thuộc, một cái giọng nó cũng hot hit lắm đó, thì lúc đó là cũng đã thở phào rồi. Nhưng mà cái tính tôi thì cũng không vừa đâu, tại vì Negip gọi là Negip big me girl mà. Negip muốn có một cái sự gọi là năn nỉ từ Quang Hùng, mặc dù mình là người được chọn. Đó, cũng không có cơ hội để mà mình từ chối luôn. Nhưng mà Negip muốn nghe những lời đó từ Quang Hùng. Yeah. Tại vì lúc ban đầu là Negip cũng tưởng là Hiếu thứ hai. Ủa sao kỳ đó? Ý là không biết tại sao cái tông giọng qua điện thoại nghe rất trầm. Và Negip cảm giác Hiếu thứ hai có xu hướng nếu như nghe điện thoại sẽ giả giọng bắt. Cho nên là Negip kiểu lúc đó mình cũng nghĩ rồi Hiếu nữa hả trời. Nhưng thật tuyệt vời, đó chính là người của tôi, Quang Hùng Master J. Xong mà giống như là ở trên đoàn siếc mà gọi điện thoại tuyển nhân viên vậy. Cái gì mà câu đầu tiên hỏi vô, câu hỏi một cái gì đó nó chuyên môn hơn đi. Em có biết hot không? Em có biết rock không? Đó, thì nó vậy đi, tự nhiên cái hỏi vô. Mà nếu như mà hỏi vô thì cũng lộ ra thân phận của mình rồi. Cho nên là Negip cũng muốn vần chút thôi ạ. Mấy anh em kia thì gọi thuyết phục nhau thì nói chuyện thỏ, nói nhỏ xíu. Rồi xong rồi nói lâu, thiệt là lâu dai như con đĩa vậy đó. Còn mình thì tự nhiên mới nói chuyện được chút xíu, cái chủ tịch mình giật điện thoại. Chắc giống như là chương trình gọi báo là hết thời lượng rồi. Ôi câu chuyện này đi vô ngõ cụt rồi, đừng nói chuyện nữa. Sao mà áp lực miếng hề quá. Nói chuyện nhau cho tụi tôi tâm tình chút xíu đi, lâu lâu mới nói chuyện điện thoại bàn mà. Đúng không? Chứ bình thường có làm gì có cầm điện thoại bàn đâu, mà cho nói chuyện hơn chút xíu đi ạ. Trời ơi anh Luân ơi, anh già rồi mà sao mà anh hơn thua với một đứa trẻ nhỏ vậy? Em với anh đứng kế bên nhau là thấy ra một cái vibe là chú cháu rồi. Nhưng mà được có một cái Negip cảm thấy mình thật sự rất may mắn khi chơi với anh Song Luân. Có nghĩa là ảnh cao quá, ảnh không thấy được những con số thấp. Cho nên là Negip đã gọi là sử dụng hết tất cả những cái quyền lực của mình cho một người thấp lùng như Negip. Thì Negip đã chơi hết tất cả những con số ở dưới, thật tuyệt vời. Tại vì anh gọi là anh già, anh tính toán quá. Có những thứ gọi là anh sắp đặt quá, cho nên là có những người mà trong sáng như em thì con mắt nó cũng sáng theo. Đó thì là đụng gì thấy đó, tuyệt vời. Team của Negip cảm giác rất là dễ thương. Tại vì thật sự khi mà chơi game mà thắng cái mọi người nó cười phá lên. Nhất là Eric, trời ơi rất là dễ thương luôn. Kiểu chưa bao giờ mà thấy Eric như vậy hết. Tại vì thật sự Negip gặp anh Eric là từ trước á, là ảnh rất là hiền hòa. Đúng nghĩa là ảnh cứ cái tính ảnh chầm. Mà khi anh chơi cái những cái trò chơi của chương trình đặt ra là gọi là ảnh thật sự rất là muốn thắng luôn á. Anh chơi mà anh chơi hết mình rồi xong rồi kiểu nó mắc cười lắm, dễ thương lắm. Rồi cái reaction của ảnh cái lúc mà ảnh thắng nữa, trời ơi nó như một đứa con nít trẻ con vậy đó mọi người, đáng yêu lắm. Trời ơi nói gì nữa, team của tôi là vua trò chơi. Tụi tôi chỉ thua Chris Fang thôi, chứ tụi tôi chơi cái gì cũng thắng hết. Bởi vì có những người gọi là xông xáo, những người máu lửa, những người gọi là cũng thấp lùng. Thì những cái trò chơi gọi là nó liên quan tới cái sự nhanh nhẹn thì không thể nào thua được. Negip không có thi vẽ trong trường, nhưng mà Negip rất là thích vẽ truyện tranh. Negip rất là thích gọi là vẽ vời. Do đó trong lớp học mình rất là mất tập trung. Cho nên là mình có rất là nhiều những cái
cuốn tập chắc một chồng vậy nè, chỉ để vẽ nguệt ngoạc thôi, gọi là vẽ vui vẻ thôi. Trời ơi, đoán tên bài hát, không lẽ đoán bài tên Hồ Quang Hùng. Trời ơi, đừng có khùng điên đi. Cái gì mà sao mà con người gì mà chậm chạp, cái nhóm này là chậm nhất là cái người đội trưởng đó đó. Thật là... À thôi, tôi cũng thương anh. Dạ. Tại vì thật ra Negip bữa giờ Negip mang giày và Negip nhảy rất là nhiều, cho nên là mình nghe cái tên thảm massage thì cảm thấy rất là đã nha, cảm thấy là ôi, chắc là trò chơi này dành cho mình rồi. Nhưng chỉ khi các bạn đã cởi giày và cởi vớ ra thì đó là một cơn ác mộng khác. Lúc đó là Negip cởi giày ra là Negip đặt chân lên thử, tại vì thật ra mình cũng đau chân quá, mình muốn thử coi như thế nào. Thì lúc đó là Negip đặt chân lên cái mà nó có cái mấy cái cục nhô nhô á, chứ không phải là cái gai nha. Là lúc đó là đã cũng thấy đau rồi. Ủa sao kỳ vậy ta? Sao mà nó không có mềm nhũn như mình tưởng tượng vậy? Đáng lý là nó phải là cao su, nó vui vẻ thôi chứ. Sao mà hạt co quá vậy? Là mình chỉ bước lên là đã thấy đau rồi, mà nghĩ tới cái chuyện nhảy nữa là thôi, chắc kỳ này liệm rồi. Đó thì mọi người đã từ đầu chương trình là thấy Dương Domic gọi là xì lô rồi chậm chạp như một chú rùa con vậy đó. Thì bây giờ Dương Domic đã gọi là thay đổi rồi, từ lúc mà nó gặp anh Atus là câu chuyện khác đi rất nhiều rồi. Bây giờ là nói chuyện volume cũng lớn rồi, xong rồi cái chân thoăn thoắt đúng với cái chiều cao của cậu ta. Thì thật sự rất là mừng cho em, mặc dù em thắng tôi. Tôi cũng biết đau mà, trời ơi, ai cũng đau hết. Làm ơn dừng lại đi, trò chơi này sao mà nó dai dẳng quá vậy, nó giống như là không có hồi kết luôn mọi người ơi. Giống như là sắp thắng rồi hoặc là sắp thua rồi thì nó có cú lội ngược dòng á. Trời ơi, tôi chưa bao giờ tôi cảm thấy muốn kết thúc một cái bộ phim như thế này. Sao mà nó cứ hoài vậy? Nó rồi xong rồi lúc đó là anh Thành, gọi là anh Thành. Trời ơi, tụi em ơi, năn nỉ tụi em khuya rồi đừng có hại nhau nữa. Trời ơi, ai thắng ai thua đại cái đi cho xong đi. Trong cái thời gian gấp rút đó thì vô thì vừa bước vào trong, hồi giờ em sẽ là nhân viên của anh, còn anh sẽ là giám đốc. Rồi là một cái công ty dịch vụ sức khỏe cao cấp. Chưa nghĩ được gì cho nên là hai anh em cứ vô thôi. Cảm giác là miếng nó cũng vụn, yeah. Nó cũng nói chung là cũng ghi nhận sự cố gắng thôi, chứ cũng không mắc cười lắm, nên cười vô mặt tụi mình. Nói chung là trong đầu mình đã có một cái người mình muốn làm rồi, mình tin là lần này nó sẽ không phải là truyền thông. Và mình đã chọn Hiếu thứ hai, thì luôn định sẵn trong đầu là nếu như anh Atus Đức Phúc hay là Quang Hùng Master Ye mà có gọi thì mình sẽ từ chối. Mình rất thích cái cảm giác là đảo. Đảo là một cái gì đó gọi mời mình, và cảm giác là mình rất là phù hợp với những cái gì ở ngoài đảo đó. Cho nên mọi người có thể coi là tôi toàn ở ngoài đảo không à, rồi tôi về, chứ tôi có bao giờ tôi ở đất liền liền đâu. Thì mình hy vọng là ở những cái dòng cuối này mình được lên hình nhiều hơn, cho nên là mình sẽ ra đảo để mình có hình rồi mình lại đi về. Nhưng mà không ngờ là cái người đầu tiên gọi cho mình lại là Hiếu, cho nên là cái cơ hội đó vụt tắt. Cũng muốn làm giá một chút, nhưng mà Hiếu là phải nói là quá thông minh. Mình thấy Hiếu là một trong những người mà hình như Hiếu học trong ngành kinh tế thì phải, nên tính toán rất là giỏi. Nên mình nghĩ là Hiếu là một cái người mà tính toán rất lẹ và khôn khéo. Và mình tin luôn là cái việc mà Hiếu gọi cho mình đó, là Hiếu ướm chừng được mình là những con số đó. Có thể đoán được là cái người loại sẽ là top 16 đi vô, thì cái người ở mém mém nó sẽ là nằm ở khu vực đó điểm. Cho nên khi gọi chúng tóc luôn. Hơi buồn chút xíu là em chưa cho anh đi lấy content mà em đã bích anh về. Nhưng mà anh sợ là anh mà rời bỏ một lần thì anh sẽ gọi là mất dấu luôn. Nên là thôi, anh không làm giá quá nhiều, anh đi qua phòng kia anh làm content kiểu khác. Mình cảm thấy là nếu mà mình muốn giả giọng cho người ta không nhận ra thì quá dễ luôn. Mình nói rất là nhiều giọng, Bắc Trung Nam rồi Quảng Trị, Phú Yên, hello, e đồ gì đó, hay là không kia không kia, nó giọng Phú Yên làm sao mà nó nghe được, thấy không? Ví dụ như là nói gì đó, hay là nói những giọng Huế này kia, thì mình nghĩ là mình nói, nghĩ là mình có thể lừa được Hiểu. Đấy. Nhưng mà mình đã gọi là mình cứ nghĩ là chương trình sẽ bẻ giọng, nhưng mà cuối cùng không bẻ giọng. Thì hơi đáng tiếc là mình chưa được kiếm chuyện với Hiếu, thì Hiếu đã nhận ra mình rồi. Thì mình cũng chưa nghĩ là bên kia bốn đội trưởng sẽ ngồi cùng nhau để phải giấu, phải có chiến thuật. Mình cứ nghĩ mỗi người một phòng. Cho nên là tự nhiên Hiếu nói những cái câu mình hơi khó hiểu,
rồi mình cũng thể hiện ra giá này kia các kiểu, nhưng mà khi mà mình nhận được cái tín hiệu là à tụi mình làm nhau lần nữa nha này kia, lúc mới đầu mình không hiểu, về sau mình hiểu được à thì ra là à, không muốn cho những người khác biết, những đội trưởng khác biết là mình đã có những ai đó, cho nên là mình nghĩ là lúc đó nó cũng không nên quá rườm rà. Cuối cùng mà vũ trụ cũng đáp lời, chúng ta đã về với nhau, chúng ta cùng làm truyền thông đi em. Truyền rồi thông, truyền đi sự, truyền đi nhiều thông điệp. À, truyền rồi thông, nhiều thông điệp. Nghĩa là Rider là chắc tương lai sẽ làm nối nghiệp mình thôi, một ca sĩ diễn viên nổi tiếng. À, nhưng mà mình thì mình chứng minh bên diễn viên trước, giờ mình quay lại mình chứng minh bên ca sĩ hơi lòng vòng, nhưng mà thấy lúc đây hiệu quả. Chắc là em nó sau cái game show này nó quan sát yêu thương mình và nó mến mộ mình, nhiều khi nó đang hâm mộ mình. Tương lai nghĩ là chắc là Rider nên làm một thêm cái mảng khác nữa, đó là diễn viên. Bước vô, thật ra là mình nghĩ là Rider đã đảo đó, nhưng mà ai ngờ vô đó thấy nó đang ngồi chém chệ đó, ngồi phán xét, ngồi coi chỉ đoán, kêu biết ngay là cụ. Thì trước khi mà vô game á thì mình cũng may mắn được người em của mình vẽ cho mình một cái khắc họa lại bản thân của mình qua một tấm hình. Mình thấy được là cái tài năng hội họa của em mình nó ở một cái đẳng gọi là thượng thừa, chung là vẽ rất đẹp. Và khi hỏi ra thì em mới khoe 10 cái hoa tay, ý là em là vẽ là gọi là đỉnh nhất trong 30 anh trai. Thì khi mà đứng trong cái hàng ngũ là sẽ đấu cùng với Hurricane và sẽ đấu cùng với Khang và đi vào để vẽ, thì mình cảm thấy là thôi mình thua rồi, thôi mà mình chắc mình vẽ bậy bạ mấy cái thôi. Nhờ đồng đội mình coi của Khang để có thể mường tượng ra cái bài hát là bài hát gì. Nhưng mà khi nghe đến từ bạn đời bạn đời vẽ gì vậy, chả biết vẽ gì hết á. Bạn đời thì chỉ có viết chữ bạn đời mới đoán được nó vẽ là thua, nên là không nằm ngoài dự tính. Lúc đó gọi là vẽ đẹp hay là vẽ xấu không còn quan trọng nữa, không còn quyết định nữa, mà là vẽ cái gì mới là quyết định được, cái mới là quan trọng. Quay qua thấy nó đang vẽ cái gì mình cũng không biết là cái gì luôn, thì chắc chắn là lúc này chỉ gọi là body language để cho mọi người đoán thôi. Hình như là lúc đó là hai anh em gọi là cắn cái bút một tiếng mấy đồng hồ á. Hai đúng rồi, nằm ngậm cái bút, đứng ngậm cái bút nửa tiếng chưa vẽ được cái gì hết á. Tại vì thật sự là nếu cho mọi người vẽ một cái hình để mà có thể ra được chữ bạn đời là chắc bạn vẽ suốt đời luôn. Riêng về từ điển âm nhạc của Unimix thì nó đi ngược lại với cái gọi là cái tài ăn nói của Unimix. Unimix thì là một gọi là ông hoàng ngôn ngữ, một con người hoạt ngôn. Nói chung là thì nó hoàn toàn ngược lại với cái việc đoán bài hát. Từ điển giống như một bách khoa toàn thư vậy. Nói chung là tôi vẽ cái gì mà tôi còn không hiểu thì Unimix vẫn đoán ra được. Quá hay. Cho một tràng pháo tay. Nghĩa là nó cũng có gì đâu mà đau chứ gì. Cảm giác là đang diễn, anh em đang kiểu kiếm hình, kiếm cách để bẹo hình bẹo dạng kiểu vậy. Nhưng mà không, nói chung là đối với Long nghĩ nó là một cái hình thức massage đó. Anh em mình nên phải tận hưởng, tại vì đâu phải là chương trình đâu phải là ác đến nỗi mà cho anh em đến cảm giác không chịu được đâu, đúng không? Mà anh em lên cho nó bị bẹo hình bẹo dạng, đặc biệt là anh Sái và Atos. Bao nhiêu cái mà, nếu mà nói về Atos là xây dựng hình ảnh đẹp, bạch mã hoàng tử bao nhiêu là vô đây đổ bể hết, sụp đổ. Phong lưu bao nhiêu là hôm nay vô đây là sụp đổ hết, kể cả anh Sái luôn. Nhúng 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 mặt trăng. Nói chung một cái game đó là mình cảm giác là mọi người đang bị đi làm hình ảnh bị sai. Ở lúc mà mình chưa bước lên trên cái sàn đó thì mình cảm giác là mọi người đang phá vỡ những gì mình đang xây dựng. Rồi mọi người đang một cái đó, mình nghĩ vậy. Anh nghĩ là nên có một cái cuộc thi nào đó về oánh tù tì em nên tham gia. Đó. Thì anh cũng chưa, lúc anh chưa biết cảm giác là cái thảm ở đâu như thế nào mà. Em ủi hết rồi, bên kia phải là ngao ngán luôn. Bước vô bước ra liền. Bước vô bước ra liền. Tính là bước vô cái là kêu Dương em lên ủi tiếp vòng nữa đi. Anh em là xác định là thôi. Bước cái thảm đầu tiên thôi là cảm giác là không muốn đi cái bạt thảm thứ hai liền. Đau quá, chịu không nổi. Mới hiểu được là tại sao anh em phía trước bẹo hình bẹo dạng vậy. Thì anh em bắt đầu mới tính nhường lại cơ hội cho em mình tỏa sáng. Tính cho Dương đưa mít tỏa sáng lần nữa. Quay qua hỏi, thấy mặt nó xìu xuống kia. Em đau lắm rồi cụ ơi. Đó. Nói chung là quá đau. Không thể tưởng tượng được là cái cục
Vì cái đinh đó nó là nhựa cứng chứ không phải là cao su mềm. Mình thì mình cứ tưởng là cao su mềm, rồi đứng lên cái là đi ra liền. Thì nhưng mà cảm giác hơn thua thì lúc nào nó cũng đem lại cho mình cái sức mạnh vô biên, vượt qua tất cả các cảm giác khác. Và cuối cùng mình là người đi đầu tiên. Mình muốn kể một cái sự tích của con dê đực và con dê con. Ngày xưa có một con dê con và một con dê đực cách nhau 12 năm. Cùng thi một cuộc thi và bắt đầu vô một cuộc thi. Thì trước khi mà con dê đực là mình đây ha, nếu mà thi, con dê con mới qua chỉ cho team của con dê bố. Nên ngoảnh tụi tiền như thế này. Người ta sẽ thường thường ra bao trước, ra kẹo mình, cho nên mình sẽ ra kéo. Đó. Và cuối cùng sau cái vòng trước thì con dê con đã chỉ cho con dê đực bố thắng được cái đội trước. Và bắt đầu khi bắt đầu mình là người đầu tiên. Và bên kia là ở cái vòng trước thì con dê con nó mới chỉ cho bên đội của con dê bố. Và cuối cùng hai đến cái vòng vô chung kết xếp hạng nhất nhì á, mọi người có thể thấy là mình đứng bên này, mình nói chuyện với Hiếu thứ hai, thì đứng bên kia Captain mới đứng nói chuyện với lại voi bản đôn là anh phải ra thế này ra thế kia kìa. Mà mình nghĩ là lúc đó mình có vẻ vẻ như mình bị đa nghi quá ta. Mình kêu là có khi nào nó đang đứng bên kia nó thể hiện là nó chỉ cho đội nó chơi này chơi kia để cho mình nhìn thấy nó đang chỉ, để mình sẽ ra được đúng cái ký hiệu mà nó đoán, đó là nó chụp mũ mình. Và mình mới quay lại mình nói với Hiếu thứ hai là có khi nào nó đang cố tình nó chỉ cho voi để cho mình thấy được nó đang chỉ, rồi mình sẽ ra lại cái bao để nó đưa cái keo nó cắt hay không. Còn nếu như vậy thì nó ghê quá, hay là mình sẽ chơi ngược lại những cái gì mà mình đang nghĩ. Thì nếu mình đang nghi quá thì coi như mình thua, còn nếu không đang nghi coi như em mình nó đang dở trò bên kia. Ai ngờ nó dở trò thiệt. Và cuối cùng cái đầu tiên của mình không có thua, nhưng mà sau đó thì hên xui mình thua thôi. Câu chuyện nhạt quá, qua đi. VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Concert Anh Trai Say Hi, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 9. Áo Song Việt Nam, bài hát của chúng ta, phát sóng 21 giờ 15 phút chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8.